ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបចិត្តសិបប្រាំបីឆ្នាំនៃជ័យជំនះទៅលើកងទ័ពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ជុំវិញរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរពេរៈ នៅថ្ងៃទី8ឧសភាជាថ្ងៃខួបចិត្តសិបប្រាំបីឆ្នាំនៃជ័យជំនះរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើរបបហ៊ីតលែរអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រជែងក្នុងសមរភូមិប្រកាសចុះចាញ់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ឧសភាប៉ុន្តែការប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ត្រូវរៀបចំនៅថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាទៅវិញ ឧទាហរណ៍នៅបារាំងអង់គ្លេសប្រារព្ធថ្ងៃជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី8ឧសភារុស្ស៊ីអាណោះវិញកំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យក្បួនដាវព្យុហយាត្រាដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី9ឧសភាហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះបុប្ផាបានចាភិរៈមូលហេតុចម្បងគឺមកពីប្រវត្តិខុសម៉ោងគ្នានៅទឹកដីអឺរ៉ុប គរមលខាពួកទាហានណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានលើកទង់ជ័យសប្រកាសសុំចុះចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃទី7ឧសភាឆ្នាំ1940នៅទីក្រុងរ៉ាំងភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីកាណូគលុកស្តាលីនដែលចង់បញ្ជាក់នៃការដួលរលំរបបហ៊ីតលែរបានទាមទារឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងបែកឡាំងផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ1940ការចុះ ហត្ថលេខារវាងមេតបរបស់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមប្រទេសអ្នកឈ្នះទៅលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង11យប់ហើយនិង1នាទីនៅទីក្រុងបែកឡាំងដែលត្រូវនឹងម៉ោង12យប់និង1នាទីម៉ោងនៅរុស្ស៊ី សម្រាប់រុស្ស៊ីដែលកាលនោះនៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតអភិរក្សគឺវាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី9ឧសភាទៅហើយហើយដូច្នេះហើយបានជារុស្ស៊ីសម្រាប់យកថ្ងៃទី9ឧសភាដើម្បីប្រារព្ធអបអរថ្ងៃជ័យជំនះទៅលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះពោលគឺខុសផ្ទុយពីបារាំងអង់គ្លេសហើយនិងបែលហ្សិកដែលនៅតែរក្សាទុកថ្ងៃ8ឧសភាជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាមេរិកឯណោះវិញដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្
bàn chưa rơi dọc thằng ngày chán trong cái bóng phót này khai ưu dụp hía đại kỳ hai thả Memorial Day đàm bày rộng lực với nhìn là khán đòi tới hiện Amrik đại bệ lý chí vất nơi khăn nông sáng kìm lục được tí bí hìa phía rạc. Bọn ta Ukraine tạm rồi dọa lục bà thiên nìa thập đầy Zelensky nâng bàn bà khá nơi thằng ngày chán này thả Ukraine nâng chốt bà rụp tí bí chê chùm nè lờ bụ tí hiên ở Nazi Alamong nơi thằng ngày tí bàm bùn ưu dụp hía đôi rù xì nì chì xì nhà môi tiết ở bọc Ukraine đại ở trong đọc đáy đại tranh bí krom ạ tí bùl ở bọc rù xì rưu dân nà bộ phà. Chà phê rạ chìa bà tế ả đất xã phiệp Sô Việt Ukraine cư thlop bà rụp thằng ngày chê chùm nè từ lờ bụ Nazi Alamong nơi thằng ngày tí bàm bùn ưu dụp hía đôi chìa bà tế rù xì đại. Cô bàn tay chạp tăng bí chân nàm bí bòn đập ra mốc bố cư một chân nàm krom đại rù xì bàn cắt dọc tự đầy Crimea ở bọc Ukraine tạ đạc bàn chô tự khăn Ukraine cứ bàn sẵn lật riêng trong tỷ viên chơi chùm nhạc nơi khăn nông sẵn kìm lục lực tỷ bí, tàng nơi thang ngày tỷ bàm bấy hay nâng thang ngày tỷ bàm bồn ưu dụp hía, nơi khăn nông chung mô thạ thang ngày tròn chám hay nâng cạp sạc xá, cứ tự tăng biện sẵn lo gặp bỏ sạc phiếu ổ rốc đàn nằm mục đòi bởi thể bà răng hay nâng ảnh mòn. Đã bật tới phía rạc Ukraine, bàn chập đào nghĩa rế lên trong bà rút bị thị bôn chơi chùm nè, tam rợp biếp xâm mây xạ phép Sô Viết tăng tay bị đọc răm chân nằm mộc. Nếu Ukraine thật nạ được ngọn bì mùi à nát tới mùi à nát đà trong bài mộc hàng xạ phép bà rộp vĩnh, cứ lên bà rạp bị mò hà sẵn kìm ca bìa mì tập hôn rộp bà xạ phép Sô Viết, đôi bà tế rù xí to thật thiết, có bàn tay Ukraine cứ bàn bà trầm tay bị sẵn kìm lục lực tì bì tạp nọc. Nếu không có lại tình trạng sắp thằng ngày này tiết phía rạc, sẵn kìa một xí truyền tuyển Ukraine, cứ chỉ hát pho trong bóng mùi tiết đại phù ở Ukraine rất tài trọng đọt đáy, lên phù vây vây đôi chìa Rússi to tự tiết. Sau đó, bật thiên này tập đầy Ukraine lục Zelensky phụ tòa, ông này to tử, Ukraine cứ nâng dốc thằng ngày tìm bằng bếch ưu dụp hiệp thằng ngày này, chỉ thằng ngày tròn chám hay nâng chê chùm nhạc từ lời bụi Nazi nếu không sẵn kìa lục lực tìm bì. Chầm này ai thằng ngày tìm bằng bụi ưu dụp hiệp vinh nâng khai chỉ thằng ngày tìm vi ở rộp. Đó sẵn cấp thông từ lời bụi Nazi phía rạc, bật thiên này tập đầy Ukraine bàn dây thả, bởi chứ chôn Ukraine nâng nơi tại bằng to bởi dứt đôi không sẵn máy sẵn kìa lục lực tìm bì. Có bằng tay ở vậy để khóc hình ở bên này, cứ sắp tới là bỏ vật chí chôn Ukraine mình mến bụi Nazi Alamong tế, có bằng tay cứ bụi tế hiên đồ xì. Sẵn rạp mệt đặc nông Ukraine, chú mươi nâng bật tế xâm phân ở một lục hàng lệch, Ukraine nâng thua ở đồ xì chanh sẵn kìa, đôi bụi Nazi Alamong chanh sẵn kìa kà bì chất sắp bằng bạch nam môn ở phía rạc. Moscow vinh ở cầm phung triêm riêng trong bà rục tị viê chơi chùm
ចាស់ភិរៈបងជ័យជំនះទៅលោកពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់រុស្ស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលរុស្ស៊ីនឹងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឲ្យនៅពេលនេះបបផាបានចាស់ភិរៈបងជ័យជំនះទៅលោកពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់លើកក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីវាគឺជាជ័យជំនះដែលជួយរក្សាជាតិរុស្ស៊ីឲ្យនៅមានអត្តសញ្ញាណទៅដឹងថ
ដែលមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរហូតដល់ទៅជិត20លាននាក់ដែលក្នុងនោះមានទាហានរុស្ស៊ីប្រសុំទោសទាហានសូវៀតដល់ទៅ8លាននាក់ រហូតដល់ឆ្នាំ2010រុស្ស៊ីគឺនៅបានអញ្ជើញកងទ័ពអ៊ុលតង់ឲ្យចូលរួមដើរនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភារៈវត្តមានរបស់មេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងថ្ងៃទិវាជ័យជំនះនៅទីលានក្រហមក្នុងក្រុងមូស្គូគឺមានកាន់តែកម្រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃបុណ្យជ័យជំនះគឺត្រូវបានមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនយកទៅប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់
ថ្ងៃបុណ្យជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីយកទៅប្រើជាឱកាសសម្រាប់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងគាំទ្រប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែប្រតិបត្តិឆាំងទៅនឹងពួកណាស៊ីដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែខុសពីឆ្នាំមុនមើលទៅភារៈការប្រារព
ngày mới nơi tỉnh Moscow, hai nâng từ lơ nhà công tố sân kênh Russia ở Ukraine, đã ai chỉ sản đại đồ bọc Ukraine, nâng ai cắt miền xa chỉ thầm mấy, rưu thả nâng ai kỳ trời pra xa chỉ thầm mấy xâm rạp viên bà hát từ lơ vô mà nụ, đã cho rùm nơi khăn ngại bọn chết nơi Russia nơi thầy xa ai giả phê rạ. Ở khuôn chiêu bộ phá xâm rạp bọn ổn trả cung nơi đề trời nhì.